Phát hiện thanh niên tốt bụng, cất quần áo giúp em gái. Rồi, như vậy là một thanh niên đã xuất hiện ở bờ rào. Sau đó thanh niên này đã đi vào trong rồi. Đấy. Như vậy là bờ rào thì lại hở ra một cái lỗ, thanh niên đi vào được. Ôi, thế này đang ở cái giá phơi quần áo của một cô nào đó và đang cố gắng là cất quần áo ở đây. Nào, thế trời mưa hay sao mà lấy cất quần áo hộ em gái này? Ừ. Sao lấy toàn ấy thế? Toàn khô mực này, toàn quần chì này. Đấy, rồi. Nào đây là quần rồi là áo nằm các kiểu là mang đi hết này. Đấy. Ôi giời. Này. Đấy, cất kỹ thế này thì em nó khả năng không tìm thấy đâu, cho nên là đã phải mua cái mới thôi. Cái thanh niên này cái này được rồi, lấy hết quần áo người ta thế thì bằng cái gì? Đấy, các chị em phụ nữ là phơi đồ hết sức cẩn thận nha, đề phòng một số thanh niên là cứ mang lòng tốt của mình ra rồi lấy mang đi hết đấy. Các bạn cho tôi đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.